Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả. Nhờ vậy, đội ngũ công nhân viên chức người lao động đã nhận được sự quan tâm bảo vệ quyền lợi từ tổ chức công đoàn. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2019 và hội nghị biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, phóng viên chuyên mục Lao động và Công đoàn đã phỏng vấn ông Lê Thanh Hà, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh xung quanh vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Câu hỏi đầu tiên xin ông cho biết các hoạt động của công đoàn tỉnh trong thời gian vừa qua đạt những kết quả nổi bật gì ạ? Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thì cũng đã có nhiều bước tiến mới. Hiện nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý là 33.633 công nhân viên chức lao động với tổng số là 32.187 đoàn viên công đoàn và sinh hoạt tại 1.044 công đoàn cơ sở. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn là đưa ra nghị quyết Đại hội Công đoàn 11 tỉnh Điện Biên, rồi nghị quyết 12 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết công đoàn các cấp đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ và quyết liệt, xây dựng chương trình công tác toàn khóa hàng năm, rồi xác định các mục tiêu chung cho cả nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, rồi mọi hoạt động của công đoàn thì đã gắn liền với thực tiễn của từng đơn vị và đời sống của công nhân viên chức lao động. Rồi công đoàn cũng đã chủ động nghiên cứu, thực hiện tốt những chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tập hợp trí tuệ của công nhân viên chức lao động, tham gia vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Xin ông cho biết là cái nét nổi bật của phong trào công nhân viên chức lao động trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đợt này là gì ạ? Hưởng ứng các cái phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019 thì xác định đây là năm có ý nghĩa chính trị trọng đại đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Do vậy, ngay từ đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn. Thì qua phong trào thi đua đã động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các công đoàn cơ sở, các đơn vị hành chính sự nghiệp thì cũng đã tập trung đẩy mạnh phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là phát huy dân chủ, rồi thực hiện cải cách hành chính, tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn thực phẩm, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi các phong trào là thi đua gắn với cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực, gắn với việc là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong khối sản xuất kinh doanh thì các công đoàn cơ sở cũng đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các doanh nghiệp với mục tiêu là năng suất hơn, cao hơn, chất lượng tốt hơn, và đã có nhiều sáng kiến của những đoàn viên, công nhân viên chức lao động thì được ứng dụng và đem lại những hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là trong chuỗi hoạt động để kỷ niệm 90 năm thì các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua tổ chức thực hiện để đạt kết quả. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức là gắn biển 3 công trình để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đó là công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng, rồi công trình cải tạo, cấy thêm các trạm biến áp, phân phối, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện
nâng cao độ tin cậy lưới điện ở khu vực thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, rồi tổ chức trao 17 nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng số tiền là 510 triệu đồng. Song song với các cái hoạt động về chăm lo thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam để biểu dương 25 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Để xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp công đoàn trong tỉnh hiện nay là gì thưa ông? Các cấp công đoàn thì chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tập trung đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, rồi góp phần thực hiện xây dựng tỉnh Điện Biên văn minh, giàu mạnh, phát triển. Và muốn vậy thì các cấp công đoàn cần tập trung, một là các cấp công đoàn cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn và làm tròn vai trò đại diện chăm lo bảo vệ cho đoàn viên và người lao động. Việc thứ hai đó là tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động. Thứ ba là phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động và hoạt động công đoàn. Thứ tư là phải tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, rồi nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Thứ năm là tăng cường các hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp, kịp thời giải quyết và phối hợp với các cơ quan nhà nước để giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công nhân viên chức lao động ngay từ cơ sở và làm tốt công tác tiếp đoàn viên và người lao động theo đúng quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam và phải đảm bảo được quyền lợi cho người lao động. Thứ sáu là đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng là lấy người lao động làm trung tâm, hoạt động chủ yếu là ở cơ sở, rồi công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, rồi đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, rồi tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2019, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong công nhân viên chức và lao động toàn tỉnh. Hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên chức tỉnh đã sớm cụ thể hóa các nội dung của đợt thi đua, đồng thời triển khai sâu rộng đến tất cả 85 công đoàn cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này, đối với khu vực hành chính sự nghiệp, vận động cán bộ công chức viên chức, lao động tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với khối doanh nghiệp, tổ chức phát động công nhân lao động ra sức thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh các phong trào học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức lễ gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng do Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại số 6 thi công, tổ chức thành công hội thi thể thao Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 6 năm 2019 đã thu hút 38 công đoàn cơ sở tham dự, trên 560 vận động viên tham gia. Hội thi nhằm mục đích để tăng cường sức khỏe trong đoàn viên công chức viên chức lao động và thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong quần chúng các công đoàn cơ sở. Và cũng nhằm mục đích là đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, góp phần thúc đẩy
nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị hoàn thành tốt và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện chủ đề năm 2019 vì lợi ích đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Điện Biên tập trung vào những hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và đoàn viên. Trong đó, quan tâm nhiều đến công tác thăm hỏi, giám sát, kiểm tra các cơ quan đơn vị về thực hiện vệ sinh an toàn lao động, chính sách pháp luật về lao động. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, trao quà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp. Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, thì trong cái chương trình hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề là mỗi công đoàn cơ sở là một phần việc và một công trình để chào mừng kỷ niệm, thì các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện để hoạt động đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để tổ chức thực hiện. Và cái kết quả thì trong 6 tháng đầu năm thì với cái chương trình là năm vì lợi ích của đoàn viên, thì Liên đoàn huyện với đã trao cho năm mái ấm công đoàn cho năm đoàn viên công đoàn cơ sở có khó khăn về nhà ở với số tiền là 150 triệu, và cũng đang tiếp tục các công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn trong huyện cũng đã tiếp tục vận động hỗ trợ đem lại cái hiệu quả thiết thực cho đoàn viên công đoàn của công đoàn cơ sở mình. Với công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp trong ngành y tế. Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào chuyên môn khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế được đầu tư để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam thì thường các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế đã phát động. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã có những cái hoạt động hết sức là thiết thực nhằm nâng cao cái chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị. Để nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, đó là cái điều kiện tiên quyết để mỗi một đơn vị, mỗi bệnh viện phát triển đi lên. Với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên chúng tôi thì việc nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh cũng là cái ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động cụ thể từng khâu. Việc đầu tiên là chúng tôi nâng cao cái chất lượng cái nguồn nhân lực. Hàng năm thì chúng tôi đều cử các cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn ở các bệnh viện tuyến trung ương, để làm sao khi các cán bộ về học được các kỹ thuật mới, học các kỹ thuật cao của các tuyến trung ương về áp dụng triển khai tại đơn vị, giúp cho người dân tại tỉnh nhà được hưởng từ các dịch vụ kỹ thuật mà các cán bộ tôi học về. Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tới đây Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đây là dịp để ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân làm công tác công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Là một trong những Chủ tịch Công đoàn cơ sở được biểu dương đợt này, ông Lê Đình Tuyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, vui mừng cho biết, sự đóng góp của mình đối với sự nghiệp công đoàn và được các cấp công đoàn ghi nhận, thì đây là một động lực để bản thân phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Bản thân Sở Nội vụ là một cái cơ quan tham mưu cho Ủy ban tỉnh, quản lý nhà nước về đa ngành, đa lĩnh vực. Có thể nói theo thông tư số 15 thì cơ quan được giao 27 đầu nhiệm vụ. Thì bản thân tôi thì là phó đốc sở và là chủ tịch công đoàn của sở. Ngoài cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ của cơ quan giao thì tôi cũng đã dành một thời gian nhất định để thực hiện nhiệm vụ là chủ tịch công đoàn. Cụ thể là tôi đã cùng với lại ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn, lãnh đạo công đoàn thực hiện đúng cái điều lệ Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Có thể cái kinh nghiệm ở đây thì nói ra thì cũng không có gì nhiều,
chủ yếu là mình xây dựng một kế hoạch làm việc hợp lý thôi, cái kế hoạch và phân bổ thời gian nào làm việc cho cơ quan đơn vị và cái dành thời gian nhất định cho công đoàn, mà ghi vào cái nó vào trong cái kế hoạch làm việc của mình thì mình sẽ hoàn thành từng bước cái công việc theo kế hoạch đề ra. Cũng thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm này, mới đây Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gắn biển công trình trạm biến áp phân phối chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện khu vực thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng. Đây là hai công trình đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn ổn định, nâng cao chất lượng điện, đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Mường Ảng. Một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam chính là việc đẩy mạnh xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn. Trước gia đình tôi ở nhà tạm, vừa qua được Liên đoàn Lao động tỉnh và thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí một phần cho gia đình tôi, và gia đình tôi cũng vay mượn thêm, cũng làm được một căn nhà như bây giờ. Bây giờ có nhà ở kiên cố rồi, bản thân tôi cũng yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao. Cũng và có thời gian chăm sóc cho gia đình được tốt hơn. Hướng đến hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam thực chất gần gũi, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung vào các hoạt động trọng tâm, thể hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động. Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên, trao quà cho hơn 4.300 đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỷ đồng. Nhân tháng công nhân, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho hơn 500 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, gia đình chính sách với số tiền trên 300 triệu đồng. Vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ, hỗ trợ xây dựng được 17 nhà ở mái ấm công đoàn với tổng số tiền 510 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để ổn định chỗ ở, yên tâm công tác. Tổ chức bàn giao bò giống cho 12 gia đình đoàn viên, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn còn tổ chức khám sức khỏe miễn phí, đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với công nhân lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, cải thiện chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc. Các cấp công đoàn cũng đã phối hợp với các sở ngành tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí bằng nhiều hình thức như hội thao, hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động với nhiều nội dung và hình thức luôn được đổi mới. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, thì xác định đây là năm có ý nghĩa chính trị trọng đại đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Do vậy, ngay từ đầu năm 2019, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, rồi phát động các phong trào thi đua, đặc biệt trong công nhân viên chức lao động tỉnh Điện Biên. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức là gắn biển 3 công trình để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, giờ tổ chức trao 17 nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng số tiền là 510 triệu đồng. Song song với các cái hoạt động về chăm lo, thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam để biểu dương 25 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Điện Biên quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp và văn minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Lao động Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.